Hồng Loan trả lại chiếc dây chuyền kim cương khóc lóc đòi trả hàm răng 400 triệu cho Phương Lê. Những ngày qua dân mạng xôn xao khi hoa hậu Phương Lê đăng đàn trách Nguyên Vũ làm phim về cuộc đời Hồng Loan con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà không bàn bạc với mình. Nguyên nhân là trước đó Phương Lê đã tuyên bố sẽ bỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh cho Hồng Loan. Mới đây Phương Lê đã ẩn ý chuyện nghỉ chơi với Hồng Loan. Tôi luôn muốn và cầu mong cho Loan được như vậy. Tôi mong Loan làm ăn được và cầu mong luôn được đông khách. Mọi người mua của ai cũng vậy, cũng ăn cũng xài, mua sắm thì mua ai cũng vậy, mua của nó đi. Thương là mình phải thể hiện Mình thích và thương mỗi người Mỗi người có cách thể hiện khác nhau Bây giờ mình ở xa không giúp được gì Cho người ta thì mình mua hàng dùm Đó cũng là một cách giúp và thương Loan Bây giờ tôi qua mua dùm Loan vậy thôi Tuy nhiên mới đây bạn thân cũng là người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan đã livestream bật mí chuyện Hồng Loan xin gửi lại món trang sức quý giá này. Diệu Ni cho biết, Hồng Loan nói với tôi chị Phương tặng như vậy đó, nên tôi lên livestream nói trả lại sợi dây chuyền là Loan nhờ tôi nói, nhưng Phương không chịu nhận lại, nói mệt quá lấy đi, không thì cho vợ thằng Môn. Mọi người thấy đấy, Loan muốn trả lại cũng không biết cách nói chuyện phải nhờ tôi giải cứu, thậm chí Loan còn hỏi rất kỹ là tôi về chưa, chụp vé khứ hồi qua cho Loan, chụp vé khứ hồi qua cho nó vì nó cứ cảm giác tôi đi lâu. Tôi nói với Loan cứ để cho tôi rồi tôi lựa, nói với Phương Lê, nhưng nó không chịu, Hồi chiều tôi cũng nói chuyện với Phương Lê, tôi biết Phương rất hào sảng, tặng cũng không tính toán gì, nhưng Loan không phù hợp để đeo kim cương. Tôi nói Phương cứ giữ lại rồi tặng Loan mấy sợi nhỏ nhỏ khác cũng được, chứ tặng quà mỗi ngày được đeo mới vui, còn cất đi không đeo, không phù hợp lại uổng. Cô cũng nhấn mạnh về tính cách thật thà của Hồng Loan. Loan nói vậy, thì mọi người thấy nó có tham không? Cái hàm răng nó nghe 400 triệu kêu nhiều tiền quá. Trước đây vụ 500 triệu Phương Lê nói tôi tin vì tôi biết là sự thật. 500 triệu hay 1 tỷ mang cho Phát một. Bên kia cứ nói tôi tăng bốc nhưng tôi biết bạn bè trân trọng nhau, chơi với nhau không lợi dụng nhau và biết khi nào dằn cân tức giận xuống vì tôi biết cái nào nên hay không nên nói. Lỡ mình nói lên không hay, có những nick ảo kích mình để chửi khiến mình không tiết chế được rồi chụp lại. Như vậy sau nhiều tháng hỗ trợ Hồng Loan, giờ đây Phương Lê và Hồng Loan gần như đã chấm dứt mối quan hệ. Mọi chuyện xuất phát từ chuyện Hồng Loan đóng phim cho các sĩ Nguyên Vũ. Tuy đây chỉ là tin đồn nhưng cư dân mạng đồn đoán ít có sai. Khả năng Hồng Loan phải chiến đấu một mình trong drama này. Hoa hậu Phương Lê cũng tuyên bố, tuy không còn đứng chung chiến tuyến nhưng cô sẽ luôn làm những việc ủng hộ Hồng Loan và không bao giờ ủng hộ Hồng Phượng. Chỉ Ni vạch mặt Hoa hậu Phương Lê đuổi khỏi tim. Qua bức xúc trước thái độ của Hoa hậu Phương Lê, chị Ni chính thức cạch mặt. Câu chuyện này đã bị đẩy đi quá xa, bây giờ rối tung hết lên. Và người đang rất lo lắng chính là Hồng Loan. Vụ nhà cửa đất đai chưa xong, mà bây giờ lại vì những vấn đề cá nhân mà ảnh hưởng lục đục đội bộ, đó là một điều rất đáng tiếc. Sự việc này sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Hoa hậu Phương Lê không có đoạn live stream mới nhất tố quà tố lại và người buồn nhất là Hồng Loan. Hồng Loan thì nghĩ rất đơn giản và mong sao mọi người trong một team có thể hiểu nhau hơn, bỏ hết mọi sai lầm để có thể đoàn kết vui vẻ lại như trước. Nhưng bây giờ thì khó rồi, xóa ảnh cạch mặt, unfollow hết rồi, tình cảm chấm dứt. Hoa hậu Phương Lê cũng đã lên tiếng, duyên hết từ nay và sau này cũng sẽ không còn đồng hành cùng nhau nữa. Chị Ni và Hồng Loan vẫn sẽ cùng nhau đồng hành đến cùng để lấy lại những gì đã mất giúp Hồng Loan giữ được căn nhà tâm huyết của ba. Con gái cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh mới đây đã bị lộ kết quả xét nghiệm ADN. Cuối cùng thân thế của cô đã được đưa ra ánh sáng. Con gái cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, chị Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi lần đầu lộ diện trong đám tang nghệ sĩ cải lương gạo cội. Chị Loan xác nhận với phóng viên dân trí mình chính là con ruột của ông Hoàng Cải Lương. Chị cho biết bản thân không theo nghệ thuật và có công việc riêng, chính vì thế được cha ruột giấu kín để tránh thị phi. Con gái ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bổ sung, tôi đã có gia đình, chủ yếu sống bên nhà chồng ở quận 7, thỉnh thoảng tôi vẫn tới lui để thăm hỏi và chăm sóc cha. Tuy nhiên, thời gian võ hồng loan bị vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nữ ca sĩ Hồng Phượng, em cháu ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Từ vụ tranh chấp này đã dấy lên tin đồn, Võ Hồng Loan không phải con gái ruột của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ bất ngờ lên tiếng về việc có người thách thức Hồng Loan xét nghiệm ADN để chứng thực bản thân là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên Vũ cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN và sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết vì tôn trọng con gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan kết quả cũng đã được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại hồng loan việc này chỉ có riêng vũ ni loan biết ngay cả bùm bùm thành mỹ hay bình tinh vũ luân không một ai biết nhưng hôm nay thấy có người lại thách thức nữa thì vũ không thể nào không lên tiếng muốn thì xin mời nhé đã đến lúc không chỉ nguyên vũ đại diện phát ngôn của hồng loan cũng đề cập đến chuyện xét nghiệm adn một cách chắc nịch rằng bé loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ ba mình thôi còn những cái ngoại luồng không liên quan đến hồ sơ pháp lý bé loan không chủ động nên nói như vậy để mọi người hiểu còn vấn đề adn ai ở bên đó mà thách thức mọi người phải hiểu là nhiễm sắc thể của loan là phải xét nghiệm với chú năm hoặc bà nội chứ không thể xét nghiệm với chú bảy hay cô sáu được nhưng những mẫu mô còn lưu trữ mẫu máu còn lưu trữ lại của chú có thể xét nghiệm với loan ra kết quả từ mẫu máu đó mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột với chú năm sẽ ra kết quả sau đó lấy hai bên đối chiếu lại với nhau. Nếu bên nào thách đố thì cần sự chứng kiến của cả hai bên. Theo luật, ADN không cần bổ sung vào hồ sơ pháp lý. Loan là con hợp pháp của chú Nam trên giấy tờ rõ ràng, không cần bổ sung ADN. Chị Ni hé lộ gia thế khủng phía ngoại của Hồng Loan, một trong tứ đại gia tộc giàu nhất miền Tây. Mới đây khi chia sẻ thông tin về nhà ngoại của Hồng Loan, chị Ni, bạn thân Hồng Loan bất ngờ công bố thêm một thông tin khiến nhiều người bất ngờ đó là nhà ngoại Hồng Loan thuộc một trong những gia đình giàu nhất ở Bến Tre. Được biết, ông ngoại Hồng Loan lúc sinh thời làm địa chủ, sở hữu trụng đất thuộc hàng có tiếng tăm ở miền Tây. Đất nhà ông cò bay thẳng cánh. Lúc cao điểm có cả ngàn tá điện làm thuê cho nhà ông. Sau đó, khi giải phóng đất nước, ông đã hiến một phần cho chính quyền cách mạng để cùng đóng góp xây dựng đất nước. Hiện tại, nhà ngoại Hồng Loan không còn giàu như lúc đỉnh điểm thời ông ngoại còn sống, nhưng vẫn là một gia đình gia giáo, sống có đạo đức và giàu có bậc nhất ở Bến Tre. Gia tộc phía ngoại Hồng Loan từng được liệt vào một trong tứ đại gia tộc lừng danh ở miền Tây, sánh ngang với gia tộc của công tử Bạc Liêu. Chị Ni cũng cho biết Hồng Loan sống bằng tình cảm và ít quan tâm đến chuyện vật chất. Loan mong gặp lại họ nhà ngoại để biết rõ nguồn gốc và làm rõ thực hư chuyện của gia đình. Chị Ni cho biết hiện tại Hồng Loan cũng đang háo hức chờ ngày gặp lại bà ngoại và các cậu ruột của mình. Trước đó, chị Ni có chia sẻ trong một bài viết nói về nhiều thông tin bên ngoài Hồng Loan khiến nhiều khán giả quan tâm. Ngoài những vấn đề đã nói về vụ kiện, thì hôm nay chị Ni chia sẻ về hành trình đi tìm gốc gác bên ngoài của Hồng Loan. Chị Ni chia sẻ, sẽ có một ngày, chưa biết cụ thể là ngày nào, nhưng chắc chắn Hồng Loan sẽ công bố. Tại vì chính họ là người chủ động liên hệ cho Loan, chứ không phải Loan và chị đi tìm. Bởi vì chị Ni cũng không biết họ ở đâu mà tìm. Nhưng bên ngoài Hồng Loan thấy được thông tin trầm trội trên mạng thì họ liên hệ và xác thực thông tin. Họ cần cuộc gặp gỡ bí mật chứ không muốn công khai ra ngoài và chị là người đi gặp Tất nhiên sự việc Hồng Loan và tài sản của cậu Năm quá trầm trộ, nên những người yêu mến cậu Năm ai cũng biết hết. Sáng ngày hôm nay, chị Ni và anh Nguyên Vũ được sự ủy quyền của Loan mới xuống bến tre gặp phía ngoại của Loan. Bà ngoại của Loan đã già nhưng còn minh mẫn, nhìn bà thì biết chắc chắn có họ hàng. Anh Nguyên Vũ cũng bất ngờ vì ngoại hình của bà và Loan giống nhau như đúc. Khi nhìn tấm hình của bà thời trẻ, chị cũng hết hồn, sao mà giống thế? Gia đình phía ngoại họ cũng xin phép trong thời gian tới sẽ lên Sài Gòn thăm cháu và thắp cho cậu Năm nén nhang. Thời cậu Năm còn sống, họ ít liên lạc vì không muốn làm phiền cũng như sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Nhưng bây giờ cậu mất rồi nên mọi chuyện cũng khác. Nên để Loan biết nguồn gốc gia đình mình. Trên đây là nguyên văn những chia sẻ của chị Ni. Cộng đồng mạng cũng như những người yêu mến Hồng Loan luôn mong Loan sớm tìm lại được gia đình bên ngoài để làm rõ mọi chuyện cũng như biết về nguồn gốc của mình. Hồng Loan được mời đóng phim Tết. Anh hai Vũ Luân hé lộ mức cát-xê khủng, con gái cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Chị Võ Thị Hồng Loan 37 tuổi lần đầu lộ diện trong đám tang nghệ sĩ Cải Lương gạo cội. Chị Loan xác nhận với phóng viên báo dân trí mình là con ruột của ông Hoàng Cải Lương. Chị cho biết bản thân không theo nghệ thuật và có công việc riêng, vì thế được cha ruột giấu kín để tránh thị phi. Tuy nhiên thời gian qua Hồng Loan bị vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nữ ca sĩ Hồng Phượng, em cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Từ vụ tranh chấp này dấy lên tin đồn Võ Hồng Loan không phải con gái của nghệ sĩ. Tuy nhiên mới đây Nguyên Vũ bất ngờ lên tiếng về việc có người thách đố Hồng Loan xét nghiệm ADN để chứng thực bản thân là con ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên Vũ cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN và sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết vì tôn trọng Hồng Loan. Trên trang cá nhân, Nguyên Vũ viết, Việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu, khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan, kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ Ni Loan biết, ngay cả Bùm Bum Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết, nhưng hôm nay thấy người lạ thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng muốn thì xin mời nhé đã đến lúc bỏ qua hết những thị phi và sóng gió trong gia đình mới đây hồng loan đã thông báo với bà con và quý cô chủ yêu mến mình về dự định sắp tới chị được mời đóng phim tết với dàn diễn viên nổi tiếng sẽ được đào tạo như một diễn viên chuyên nghiệp cho vai diễn đầu tay được biết hồng loan lúc đầu cũng chần chừ nhưng bộ phim này nói về cuộc đời của những nghệ sĩ cải lương trong đó có cha mình nên cuối cùng cô đã quyết định tham gia bởi bộ phim cũng có ý nghĩa lớn với cố nghệ sĩ vũ linh nội dung chính của bộ phim nói về việc một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhưng luôn sống tốt với gia đình và anh chị em cuối cùng bị chính người em ruột hãm hại tuy nhiên bộ phim khác đời thực là cái kết có hậu hơn, cuối cùng người mẹ của nghệ sĩ đã đứng ra vạch trần mọi chuyện lấy lại công bằng cho con. Hồng Loan cho biết vì kịch bản có phần giống với cuộc đời cha mình nên chị mới tham gia, chị từ chối cho biết về các C, tuy nhiên Nghệ sĩ Vũ Luân hé lộ một câu khiến khán giả đoán già đoán non. Anh nói cắt xê cũng ok lắm, không thấp đâu. Nhiều người tỏ ra vui mừng và mong Hồng Loan sẽ thành công trong vai diễn đầu đời. Trước đó ít lâu cộng đồng mạng bất ngờ khi con gái của nghệ sĩ Tú Vũ Linh phát hành sản phẩm âm nhạc cùng nghệ sĩ Vũ Luân. Cả hai đã có sản phẩm song ca mang tên Những chuyến xe cuộc đời. Đây là lần đầu tiên Hồng Loan phát hành một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh sau những lần đứng tên trên sân khấu trong sản phẩm này hồng loan được khán giả khen ngợi có giọng hát ngọt ngào cảm xúc dù không cần quá nhiều kỹ thuật khi kết hợp cùng nghệ sĩ vũ luân cả hai lại vô cùng ăn ý thời gian gần đây khán giả liên tục thấy hồng loan xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc đây là công việc có thể giúp cô kiếm tiền và nối nghiệp người cha quá cố